Thưa quý khán giả, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Chan Sorikan vừa đến chào xã giao ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tại đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao đổi với Tổng lãnh sự Chan Sorikan những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội địa phương và cho biết nhiều tuyến đường cao tốc đang được triển khai trên địa bàn các tỉnh miền Tây và các tuyến này đều đi qua thành phố Cần Thơ. Đây cũng là điều kiện để Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kết nối đầu tư giao thương ra các tỉnh của nước bạn Campuchia. Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam nằm trong 3 quốc gia hàng đầu hợp tác đầu tư tại Campuchia. Trong nhiệm kỳ 3 năm của mình, Tổng lãnh sự Chan Sorikan quyết tâm góp phần kết nối giao thương giữa hai nước, đồng thời cam kết, sẵn sàng và luôn hỗ trợ hết mình cho các hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư.